tình về nấy tháng xưa vẫn bây giờ là nay. Khơi trong biển bồng bềnh tiếng tối nó gió mà miền nay đi có nhiều. Thù lao nắng nắng mà yêu kiều, đến sáng gửi nhớ nắng chiều mà gửi thương. Thù lao là điếu quê hương, thù lao là đau tình thương nó tuyệt vời. Quê hương, nơi nuôi ta khôn lớn và cũng là nơi khởi đầu của tình yêu. Nhưng với câu chuyện của cụ bà Nguyễn Thị Môn, quê hương còn hàm chứa bao điều sâu xa hơn thế. Cuộc mưu sinh bền bỉ, gian truân và hiếm hoi của cụ đã như một định mệnh gắn liền với nghiệp giống ngô đồng ở Cù Lao Chàm này suốt 3/4 thế kỷ. Chuyện rằng nghề đan giỏng ngô đồng xưa kia vốn của người Chăm, những người già ở Cù Lao học được làm và truyền lại nghề cho thế hệ sau. Ở Cù Lao Chàm, nghề biển và nghề đan giỏng ngô đồng đã nuôi sống nhiều thế hệ cư dân. Nghề đan giỏng ai cũng nghe qua, nhưng sao lại là giỏng ngô đồng? Cây ngô đồng là hình tượng nghệ thuật đã đi vào thi ca, sử sách với bao án thơ, lời truyền tụng, giấc mơ và những giai thoại đẹp. Nhưng mấy ai biết được cây ngô đồng trong đời sống thực trên đất Cù Lao lại dẻo dai, trăn trở, gian truân cùng thân phận con người theo đuổi nghề đan giỏng ngô đồng như một cái nghiệp suốt đời không đành đoạn. Thu sang, ngô đồng lại trổ bông trong núi, nhưng sao vắng bóng người lên núi tìm cây ngô đồng? Dù rằng nghề này ở Cù Lao Chàm đến nay chẳng còn ai theo nữa, thì mẹ con bà Môn vẫn là người cuối cùng nặng lòng với giỏng ngô đồng bằng tình yêu thương tha thiết giá trị cội nguồn. Với bà Môn, xã đảo Cù Lao Chàm thân thương vẫn là những ký ức vui buồn, lam lũ, đông đầy kỷ niệm. Bao thế hệ cư dân nơi đây từng sinh ra, lớn lên, gắn bó đời mình với mảnh đất này. Biển cả, cát trắng, sự phóng khoáng và khắc nghiệt nhiều khi đến tột cùng của thiên nhiên đã góp phần tôi luyện sức chịu đựng và ý chí con người. Nơi đây, ngày xưa là vùng núi lửa cổ, còn có tên là Ngọc Long, Tim Bút, Chim Bất Lao. Dân cư tập trung ở phường Tân Hiệp với nghề chính là lấy tổ yến, đi biển và đan giỏng ngô đồng. Nhiều thế hệ cứ nối tiếp sinh ra, lớn lên, cần cù, lam lũ, an phận trong cuộc mưu sinh. Nhưng tâm hồn thuần phát, niềm vui bình dị, ngay đến cảm nhận hạnh phúc của họ, thậm chí vẫn là sự trải lòng, chịu đựng, không màng giàu sang phú quý. Phẩm cách đó là sức mạnh tiềm tàng, nguồn nội lực vô biên, giúp họ vượt qua biết bao sóng gió, vui sống và vững vàng đi tiếp phần đời còn lại. Với bà cụ Môn, nơi đây luôn thường trực hình ảnh một cội nguồn yêu thương đã hằn sâu trong ký ức. Tôi hồi xưa thì cho mẹ trái sắn á, bà nội rồi thôi, cái nào rồi bà bỏ nuôi dưỡng là cho đánh lớn được 15-16 tuổi, cái thì bỏ làm dạng đó, cái là tôi còn chưa biết lòm, cái thì thò vô lòm thì bỏ không cho lòm, bỏ nó lòm sáu không biết lòm đằng có lòm hơi rồi bỏ, cái rồi đây chơi đó. Hào nhỏ đó, hào đó thì đi chơi chứ không có lòm gì hết phải. Đi chơi cái rồi thấy xung quanh bò con họ gần gần đó. Như vợ cũng dò như bà nậu tôi đó, để lòm. Cái tôi nậu đó, nậu chơi đó rồi kè vô cái lòm, bắt trước lòm. Lòm cái đó, lòm lần lần cái đó rồi được thì họ đệ mà không được thì họ tốt. Cho mẹ trái sáng hào chưa biết gì hết trơn, còn hơi ba tuổi đó mà.
chừng mà biết được rồi thì thấy phái họ con họ nó cho có mẹ nè, thử cái chơi đi về thì cho mẹ bầm à của mình có một mình thôi, rồi phải buồn chứ, không cách coi có mẹ ấy thì phải buồn chứ, buồn mà trời mới nói ơi trời bỏ cái này chị được ta còn thích ước là cho cá cho mẹ cái cho mẹ đưa mình ngủ, mà không cá là mình chịu mình làm mình ngồi tự mình râu mình ngủ, không có râu không biết khóc biết hò biết sao râu biết cái ngủ buồn rồi chồng ngủ cái là ngủ cái tòa dài cho mẹ hào nó còn không biết cái tan đau cái đá đồ hào nó còn thiếu thuốc thiếu men nữa rồi chả không lợi rồi chả sao hào nó cho vậy trời ra nó chạy chỗ nái chỗ khó chạy cái với ló ngủ không được không cám được à, có hơi chị em nói sao mà chạy tay chơi một cái vậy còn có mình nè. Cuộc đời bà số phận sao nghiệt ngã, tuổi ấu thơ đã thiếu dòng tay cha và lời ru của mẹ, chỉ có tình thương mang máu mủ ruột rà đã truyền cho bà nghị lực, lòng can đảm, niềm tin yêu, hy vọng vào cuộc sống nơi đầu sóng gió. Ở đây là nhiều thứ đó, nhưng mà hắn có ba thứ gây danh tiếng. À, tôi nói có là có ba thứ danh tiếng. Một là thứ qua mơ trái trong ngày Tết rồi mùa xuân. Hồi trước là coi như đất liền chưa có qua mơ, chưa có mơ trồng mà đất liền nhá, đậu hơi mưa hôm lam ra đây là dạng mơ rồi. À, mùa hè á là cá đầu qua si, cá qua si, cho nên có cái bờ hót đầu qua si đó. À, thứ bờ á là hắn có mùa, nhưng mùa đông là không có, nhưng mà mùa thu á là cá cây ngô đồng. Cái câu hót là cây ngô đồng ở trồng bà mà. Con gứa chưa chồng mà anh chạp anh chơi chưa tất chồng còn nay làm đấy họ còn nói là tao cây vô họ đây đóng làm về lo là bởi bà dò là nói nữa nói cho ông má anh chồng tao nó mất trước. Chàng họ nó còn mười tám tuổi tập ả gần gần đấy đó rồi mình đi lòm đấy đó rồi ả nhò đấy đó rồi không phải như trời rồi cho mẹ ăn bò cho mẹ ăn táo chứ còn ăn bò đấy đó rồi ả nhò đó rồi họ đi khai thấy họ chơi rồi đấy rồi ta ăn chơi đấy đó nó qua nói lời đấy đó rồi thì cứ gọi thao chứ không mình không đây về thì ai nói đó chứ còn không biết không còn hai là gọi lấy chồng của tao chứ không biết cái này đó chị nhận nó giòn cây biết cái quý giá trần tư hả? Nghĩa ra ba ngày cưới là họ cưới mình hả? Thầy cá chồng không con, tự to lòm, tự ai cái cho mẹ chồng cũng không táo. Ăn mình đi lòm ăn rồi sinh con ra tụng. Cá bà chày tôi đó, nó vẫn nuôi nắng dầm chứ. Năm mình nhà là người thoáng nữa, sao rồi trả già chồng nuôi với nhà chắc mình không cơ. Mấy con á, có ba đứa con đó thắng. Nhà cái đồ thuốc mà anh cũng thiếu thuốc chứ mà này cũng trái thằng nó từ ra còn 40 đó bốn mươi đứa nắng đạo đó thì mắt có 10 tuổi còn cái đứa dựa nó từ 10 tuổi à 4 tuổi cái thằng con ở nhỏ đây phải được có 4 tuổi còn cái thằng à tinh tinh bà âm đó thằng chơi nó từ mãi có tuổi chưa được tuổi thì thân thân xá rồi thân chọt rồi cho ăn thay mà rón cố gắng mà lò khi coi như rừng chưa cắm chưa có cái chị thì cắm là có lên núi đống củi bức mai rồi bức cây ngô đồng về làm phạm để là bắn để lấy tiền mua gạo là sinh sống là đó trời quá yếu rồi cho nên là em là coi như phải đi lên đống. Có khi là bó còn khỏe là bó đi được, bó đi gần gần đó, bó đi ấy được, bó trên thụ bó đấu. Con là cá cho thử sướng, không cá cho thử phải ăn thiếu hụt cái làm ra chúng nó đầy đầu được mà như con cá cho được. Tạo. Rồi bà có đi học không? Không. Mình không có cho các mẹ mà đi học, bây giờ hành đi ơi cho đi học. Mà không nó còn cá ơi học.
cá ơi dài cá cây hạt này ăn được bò nó hạt phần 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 kiếm tự hào đó sao à đây giấu đó thì hào na là tam người cũng giấu phải cả tam đó cá ơi biết tự hết rồi có duyên từ nhỏ và làm giọng đi chỉ có biết làm giọng cho tới lấy chồng thôi à, lúc đó là ai đi chặt cây luôn cây bò mình nào đóng mới đóng thì mới lòm cái là lại còn bó nó lòm cái mình lớn nào cái là đi tìm đóng gác mới gác đây đóng thằng mình về mình lòm còn không có bỏ lòm những người xưa ấy, kêu là cây gì vậy cây hà tây mình cây ngô đồng cái đó chắc biết cái cây của tây là nấu được ai ăn bò nấu tay tay ở dưới thì mình tay bắt trước cây ngô đồng nó sổ bông không mấy hắn khá hắn khá chỗ chỗ là hắn toàn cái ghe cái bầm nó là hắn cá cái ghe cái ló cá cái ló như vậy cây con cá họ cái hộp họ cái tới anh như mà anh như cái hơi cái hộp đạo là mình hắn cái hầu bán hạ tan là lột ra cái mạng dạo mà mà ai ăn hắn là thân với mà y đậu phộng ăn béo gì cây ngô đồng mọc ở ngoài núi vậy sao bà đốn được mình đi để lai là mình hắn nó ở trong giò lúc mà mình rút vô từ là tháng rồi mình đốn mà lên núi có nào bị té cháy lên núi có bị té không cá hầu trồng rạp chứ cá hầu trồng gấp gấp dài gấp đồ nó trồng tái đầu hầu hầu cây đó trồng tái mà không có đậm không tái là tái sai sai rồi luôn nó dở lắm giờ quỳ xuống rồi nó tan tái nó bằng tím mà trồng thật cái về lấy dầu bao vô nữa đó làm về lấy muối bóp vô thì cái cây cỡ nào là mới tốt mà cây như đây cái gì đây xấu cho còn cây to không không làm cây to cây to không còn cả bọc không mấy cây mà tuôn cài không á mới đấu cho còn mấy cây mà có mát không còn bạc thì đốn xong rồi bắt đầu mình đập xong bắt đầu là coi như là mình lấy cái vỏ nó về ngâm khoảng tầm một tuần đó là coi như là mình ra mình lấy dầu làm kịp kịp xong rồi là đem về là phơi nắng coi một trong một ngày đó là khô thôi là bắt đầu đem vô là bắt cố và làm bắt tiếp dài và làm thôi còn bị quá là coi như là đừng đi núi nữa đừng có làm nữa vì cái thời gian ngầu già là ngầu yếu sức có thời gian đồng viên bó để là bó cùng đi là coi như vợ lo chơi bờ để cho nó dưỡng được sống được ngày mau sống bó cứ bó không chịu được bó cứ ăn là bó đi hết đúng ló là đi đúng đứng ngô đồng về làm vòng chứ bó không có cái thời gian bó nghỉ đó làm cho không bạo được tôi nói tới cùng chồng mua trái sao chồng mua mà làm không được nữa rồi nhắm mắt chúng ta sao không rồi khuya sớm chuyên cần chịu thương chịu khó vốn là bản chất nhưng làm đến chết mới thôi, đang giỏng ngô đồng đến khi nào xuôi tay nhắm mắt mới đành, thì quả là một phẩm cách hiếm thấy trong đời. Cũng hiếm thấy như cảnh ngộ và nghị lực của bà lão bé nhỏ già nua, như sự dẻo dai đặc biệt của giỏng ngô đồng. Từng mắt giỏng lặng lẽ, từng gút dây âm thầm, từng thao tác thuần thục lặp đi lặp lại đều ẩn chứa trong đó những nỗi niềm riêng. Ngày tháng triền miên, đôi tay chai sạn cần mẫn nối nhịp thời gian qua từng cánh giỏng ngô đồng. Nhưng điều gì và sức mạnh nào thôi thúc bà trọn đời tâm nguyện thủy chung với nghề đến thế? Thương mình mới làm được, chắc không thương thì mình không thương, không tiếc dạng mình làm ra mình làm được. Có căng mà làm cho được cái dạng là coi như thường ngày mình thường làm, không như là
trong cái tai của mình, chạy ấy của mình đi là chạy ấy gần rồi còn đi gần gần với mình đi là thì tai mỗi mình còn lo nó thôi. Thấm thoát đã gần 70 năm miệt mài bầu bạn cùng cánh giống ngô đồng, từ thuở còn con gái. Làm sao biết được đến nay có bao nhiêu chiếc giống đã qua đôi tay chai sạn của bà để theo khách thập phương phiêu du diễn xứ. Chỉ biết rằng bà gửi gắm vào đây trọn cái tình cội nguồn sâu nặng mà có lẽ chỉ mình bà cảm nhận được bằng cuộc đời gần 90 năm. Còn không đóng dài ngầu xuống thì có càng thoát này rồi. Mà đóng dài ngầu xuống rồi nó thoát rồi xào vô làm dạng là khó không đầu. Hồi xưa thì họ lo có 13 giếng. Mười thôi mạc 13 giếng mà trời tôi lo cho giờ ra thì có 19 giếng. 14 mạc. Rộng cũng giờ cho họ mua. Làm rộng ra ba cái con tay đó. Là mấy người hồi nậu rồi đó. Họ có người mà họ cô họ mập đó họ mới làm cho vừa chất à, anh có nhu cầu mua giảng mà giảng ngô đồng á thì cũng liên hệ bà cậu này đó. Nghe danh giống ngô đồng, nhiều du khách tìm đến bà Môn mua giống. Giống này làm rất công phu, khoảng 2 tháng mới xong một chiếc, bán được 600-700 ngàn đồng. Khách trân trọng lắm, dù rằng đôi khi cũng có người chê mắt, nhưng bà Môn im lặng. Tiền bán giỏng chỉ là sinh kế, chẳng được là bao, với bà đã quý. Còn cái tình của bà, của người làm ra nó, gửi gắm vào nó mới thật sự là giá trị của chiếc giỏng ngô đồng. Họ lòn được, họ lòn được các tiền, các bọt thì họ mua, họ không cần gì hết. Mình thì phải càng phá cái dạng, càng phá cái dạng mình lòn một tí mình ăn. Họ như cái thân sống của mình. À, họ nói cho họ nó thái như nào thì mời nào thì làm cục qua đi. Họ nói họ lấy cái sướng ra còn mình này mình lấy cục. Họ tới họ mua cũng được, không nhiều có cũng được 500-300 đi. Mua ai, mua đồ ai được. Rồi tới tháng tấm quá thì mình còn mua cũng được ít ô gọn mình ăn. Cái thằng bà không nói cái này của mình mà bà ở ngoài chỗ. Trong cái trái thôi. Họ lấy cái sướng thì mình còn cái cực. Chứ nghề của mình bỏ chi cho uổng. Câu chuyện giỏng ngô đồng và nỗi lòng mình già đang giỏng cứ khiến ta miên man suy ngẫm. Sự thuần khiết của thiên nhiên dường như quyết định sự bình ổn của khí chất, tâm hồn. Nếu tình yêu, hạnh phúc và lòng nhân ái luôn được sẻ chia thì xã hội bớt họa, nhân gian ấm áp chan hòa và nhịp giỏng ngô đồng không thể chỉ là ký ức thời gian.